Kính chào quý vị, các anh, các chị, bà con chăn nuôi. Thời gian vừa qua ấy, thì chúng tôi cũng nhận được rất nhiều các cái câu hỏi, thậm chí là những cái hình ảnh, những cái clip của bà con chăn nuôi lợn trên toàn quốc gửi về, hỏi về là tại sao ấy là lợn của chúng tôi chăn nuôi ấy, thì nó rất hay bị viêm da, đúng không ạ? Tức là có các cái vết loét ở trên da và rất là khó điều trị. Thì hôm nay xin phép chia sẻ với quý vị, các anh, các chị về cái bệnh Psychovirus. Đúng không ạ? Cái bệnh Psychovirus thì nó có hai cái thể. Phải đầu tiên ấy, là phải xin nói với quý vị, các anh chị là cái virus Psycho này ấy, là nó có ở khắp mọi nơi, khắp mọi trang trại. Và thậm chí ấy, là có thể nói mạnh dạn nói rằng ấy, là 100% đàn lợn của chúng ta là có mang cái mầm bệnh, có mang cái virus Psycho này ở trong cơ thể. Thế nhưng là đối với những đàn lợn mà chúng ta có cái sức đề kháng tốt, có sức đề kháng tốt, khỏe mạnh thì cái virus Psycho này nó dễ bị khống chế và nó không tăng sinh lên để gây bệnh. Thế thì cái Psycho virus này nó gây bệnh cho lợn của chúng ta như thế nào? Thì cái Psycho virus là báo cáo quý vị anh chị là nó gây bệnh trên lợn của chúng ta. Nó gây bệnh ở hai cái thể. Một là cái thể còi cọc sau cai sữa, hay người ta còn gọi là cái hội chứng suy giảm đa hệ thống. Và cái thể thứ hai đó là cái thể viêm da, viêm thận. Đó. Thế thì ở cái thể thứ nhất là cái hội chứng còi cọc sau cai sữa thì chúng ta hiểu như thế này. Nó thể hiện là đàn lợn của chúng ta vẫn khỏe mạnh, vẫn ăn uống bình thường. Thế nhưng có một vài con ở trong đàn ấy là nó còi hẳn hơn, nó còi hẳn đi, kém hẳn đi so với các cái con còn lại. Đấy, và lông thì nó xù lên, đấy, rồi khó thở và thậm chí là có thể tiêu chảy, có thể sốt, rồi sau đó thì lợn của chúng ta mới chết. Đấy là cái thể thứ nhất, là cái thể hội chứng còi cọc sau cai sữa. Và cái thể thứ hai là cái thể viêm da, viêm thận. Thì cái thể ở cái dạng này nó thể hiện như thế nào? Thì lợn của chúng ta vẫn ăn uống bình thường, vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường. Nhưng ở trong đàn ấy, là có một vài con toàn thân nó nổi các cái vết, các cái nốt, các cái vết phát ban. Và sau đó thì các cái vết này nó loét ra, nó loét ra và các cái vết loét thì không đều nhau và nó nổi ở toàn bộ ở trên thân của con lợn, đúng không ạ? Tức là khắp các cái bề mặt của da chỗ nào cũng nổi nốt và các cái vết loét thì nó không đồng đều nhau. Thì ở cái thể này lợn của chúng ta biểu hiện là gì? Là các cái vết loét hình thành và sau 15 đến 20 ngày thì các cái vết loét đó nó hình thành các cái vẩy, nó đóng ở trên miệng các vết loét và kèm theo các cái triệu chứng là lợn của chúng ta bị đi tiểu, nước tiểu màu vàng, rồi đi tiểu rất là khó khăn. Đó, rất là khó khăn. Thì tại sao người ta lại gọi là cái thể viêm da, viêm thận? Thì như chúng ta biết là khi mà các cái vết loét nó hình thành ở trên da, đúng không ạ? Thì các cái vi khuẩn từ bên ngoài nó sẽ xâm nhập vào các cái vết loét này. Nó đồng thời gây ra hiện tượng là viêm, rồi hình thành mủ ở trên các cái vết loét, đặc biệt là cái vi khuẩn Staphylococcus, rồi các cái liên cầu khuẩn nó xâm nhập vào và nó gây ra cái hiện tượng viêm loét tại chỗ. Và đồng thời là các cái vi khuẩn này nó cũng theo máu và nó đi vào các cái cơ quan nội tạng và nó cũng sẽ gây viêm. Đấy, cho nên ấy, là khi chúng ta mổ khám các cái con lợn mà bị Psychovirus này ấy, thì các cái nội tạng là ruột sưng, bệnh tích là ruột sưng, rồi viêm loét dạ dày và đặc biệt là thận thì sưng to và trên bề mặt thận ấy, thì có các cái ổ viêm, có các cái vết loét lấm chấm và đặc biệt là bể thận thì sưng to và các cái tế bào các cái tế bào thận thì cũng sẽ bị viêm. Thì đấy là cái thể viêm da, viêm thận. Thì ở cái thể này ấy, quý vị các anh chị là cần phải lưu ý, chúng ta phải phân biệt đối với các cái dạng viêm da thông thường khác, đúng không ạ?
các dạng viêm da thông thường khác. Ví dụ như là lợn mà chúng ta nuôi với cái mật độ quá dày ấy, thì thường nó dẫn đến hiện tượng là cắn lẫn nhau, cho nên ấy là nó cũng sẽ hình thành các cái vết loét ở trên da, và từ đây thì nó vi khuẩn cũng từ ngoài xâm nhập vào, như Staphylococcus rồi liên cầu khuẩn cũng xâm nhập vào và nó cũng gây viêm. Thế nhưng là viêm mà da thông thường ở trong trường hợp này thì nó chỉ viêm ở trên một cái khoảng nhất định thôi, nó không có viêm toàn thân, đúng không ạ? Thì đấy là chúng ta phân biệt với các cái viêm da thông thường. Thì để phòng và điều trị đối với cái bệnh psychovirus này thì như đúng cái tên gọi của nó là do virus gây nên, đúng không ạ? Cho nên ấy là quý vị các anh chị đặc biệt là phải tuân thủ cái công tác làm vaccine, đúng không ạ? Thì đối với cái psychovirus này, thời gian làm vaccine tốt nhất là khi mà trước khi nái của chúng ta lấy giống 3 tuần thì chúng ta tiêm một mũi vaccine psycho để cho con nái nó sẽ hình thành miễn dịch và nó truyền cái kháng thể chủ động này sang cho heo con, thì nó sẽ phòng được cái bệnh psycho ở trên heo con. Và nếu như quý vị các anh chị mà chúng ta mua giống ở nơi khác về, đấy, chúng ta không biết rõ nguồn gốc, đúng không ạ? Chúng ta không biết là người ta đã tiêm cho heo nái hay chưa, thì cứ tốt nhất là một tuần sau khi mà chúng ta mua heo giống về, mua lợn giống về, thì chúng ta sẽ tiêm một mũi vaccine cho psychovirus cho lợn con của chúng ta, đúng không ạ? Đối với cái biện pháp điều trị khi mà bệnh đã xảy ra thì quý vị các anh chị lưu ý là đây là do virus gây nên, cho nên là không có kháng sinh để đặc trị và chúng ta chỉ điều trị triệu chứng thôi, đúng không ạ? Điều trị triệu chứng là gì? Là chúng ta chỉ điều trị các cái triệu chứng kế phát như là viêm loét ở trên da, đúng không ạ? Thì trong dân gian ấy, trong chăn nuôi truyền thống của chúng ta ấy, bà con chăn nuôi của chúng ta một số nơi là có cái biện pháp dân gian rất là hiệu quả, đó là chúng ta đun cái nước lá trầu không lên, đúng không ạ? Sắc đặc nó ra. Đấy, sau đó thì chúng ta để ấm ấm và chúng ta tắm cho lợn của chúng ta. Thì quý vị các anh chị có thể làm tắm cho lợn 2 đến 3 lần trong một ngày. Và sau khi tắm ấy, bằng cái nước lá trầu không ấy, thì chúng ta sẽ lau khô đi. Lau khô và chúng ta bôi cái cồn iốt, bôi cái cồn iốt 10%, đúng không ạ, lên bề mặt da để cho nó diệt khuẩn ở ngoài da. Và song song với việc đó thì RTD chúng tôi trân trọng giới thiệu tới quý vị các anh chị là hai cái loại kháng sinh để đặc trị, để mà đặc trị điều trị đối với cái bệnh các cái nguyên nhân kế phát viêm da kế phát ở trên lợn. Thứ nhất là cái Depenstep, đúng không ạ? RTD Depenstep. Thì quý vị các anh chị lưu ý là mua hàng của công ty ấy, thì chúng ta giờ lưu ý là có chữ RTD ở ngoài vỏ này. Đây là cái rất dễ nhận biết, nhận dạng thương hiệu đối với sản phẩm của RTD. Thì chúng ta tiêm cái Depenstep này ấy, đây đó là kháng sinh tác dụng kéo dài, cho nên là trước khi tiêm là chúng ta lắc lên chúng ta lắc đều lên và chúng ta tiêm 1cc cho 10kg thể trọng, và cứ 2 mũi, chúng ta cách nhau 24 tiếng, đúng không ạ? Thì chúng ta tiêm khoảng 2 đến 3 mũi thì sẽ khỏi được cái kế phát viêm da, đúng không ạ? Kế phát viêm da. Cái kháng sinh thứ hai cũng rất đặc trị, đó là cái Gentamoxy, đúng không ạ? Cái Gentamoxy này thì đây cũng là một dạng kháng sinh kéo dài. Thì trước khi tiêm là chúng ta cũng lắc đều lên, giống như là cái Depenstep, đúng không ạ? Chúng ta lắc đều lên rồi tiêm, và chúng ta cũng tiêm với cái liều là 1cc cho 10kg thể trọng, đúng không ạ? Cái Gentamoxy này, và chúng ta cũng tiêm khoảng 2 đến 3 mũi thì lợn sẽ khỏi, đúng không ạ? Ngoài ra ấy, nếu như mà trường hợp mà đàn lợn của chúng ta mà có hiện tượng sốt, tức là nó viêm da quá nặng rồi, nó viêm da cấp tính hoặc là cấp tính quá cấp, thì nó sẽ có dễ hiện tượng là sốt, thì chúng ta sẽ hạ sốt bằng cái casemin, đúng không ạ? Thì cũng là 1cc chúng ta tiêm cho 10kg thể trọng, và tiêm khi nào mà lợn bị sốt, đúng không ạ? Thì trên đây là
cái phân biệt giữa cái bệnh psycho thể viêm da và cái viêm da thông thường. Thì cũng xin cảm ơn quý vị, các anh chị và con chăn nuôi trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ cái trang fanpage của RTT chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị, các anh chị trong những cái clip tiếp theo.